Minh và Tử Vi rất vui khi được gặp lại quý cô bác anh chị trong chuyên mục Tử Vi 12 con giáp ngày hôm nay. Đầu xuân năm mới, thay mặt cho 30 tập chương trình xin được gửi lời chào, lời chúc tới quý cô bác anh chị xuân sang Tết đến khắp gần xa, phúc đức an khang, chúc mọi nhà lão thọ trường hào, thêm sức khỏe, tự tôn tài trí được vinh hoa, công tư lộc phát thuận đà tín, xã hội phồn vinh nhân thế hòa, như ý cát tường an lạc hưởng, năm nay giáp thìn khải hoàn ca. Và nếu như quý cô bác anh chị là lần đầu tiên đến với kênh Minh Đường Tử Vi thì hãy hoan hỷ đăng ký kênh, ấn chung ở phía bên dưới để được đón xem những video mới nhất mà 30 tập chương trình đăng tải, cũng như là thấy nội dung hay hữu ích thì hãy like chia sẻ video cho mọi người cùng xem. Quý cô bác, anh chị cũng đừng quên để lại ý kiến đóng góp ở phía bên dưới phần bình luận. Kênh Minh Đường Tử Vi vô cùng cảm ơn quý cô bác, anh chị. Trong nội dung video ngày hôm nay mà 30 tập chương trình gửi tới quý cô bác, anh chị, đó chính là nội dung như sau. Chấn động chưa từng có, cuộc đời tuổi Kỷ Mùi sinh năm 1979, đón năm mới Giáp Thìn 2024, được thần tài hậu ái, ban cho lộc lớn, vận số cực may, cực đỏ, làm đâu chúng đó, may túi ba gang mang đi đựng tiền, khiến người người ngả mũ thán phục. Quý anh chị Kỷ Mùi thân mến, con đường cũ mà 1979 đang đi, dạo này nhọc nhằn quá, dạo này muộn phiền quá, dạo này không thuận nhiều quá, tiền tài thì phập phù, mà lòng người quan hệ cuộc đời thì mịt mù, có nhiều sự sai trong đời là do bản thân, thế thì có thể sửa. Nhưng lắm sự sai trong đời là do thời thế, ta đổ tại duyên, ta đổ tại số, ta đổ tại nghiệp, đã là duyên số nghiệp nợ ắt nằm ngoài tầm kiểm soát của 1979. Vậy nên ta đành chấp nhận lắm lúc chán cảnh, lắm lúc bất lực, lắm lúc chỉ mong đến một vùng đất mới, một chân trời xa lạ mà ngột lặng lại từ đầu. Tôi biết anh chị cũng đang mệt mỏi rất nhiều, tuy nhiên tôi không phải thần thánh, không cho anh chị được vàng bạc tài lộc giàu sang. Nhưng chúng tôi có thể luận giải những việc sẽ xảy đến trong năm 2024 để giúp quý anh chị có thể cải vận, thay mệnh xóa đi phiền muộn và giành lấy sự giàu có từ chính đôi bàn tay của mình. Nếu nghe được đến dòng này, mời quý anh chị đăng ký kênh để ra tín hiệu cho Minh Đường Tử Vi rằng anh chị vẫn còn hiện diện ở đây nhé. Thưa quý anh chị Kỷ Mùi thân mến, hãy học cách lờ đi ý kiến của số đông, lờ đi những thị phi hay dâm ba câu chuyện bàn tán sau lưng của họ. Ý kiến của số đông không trả tiền ăn cho anh chị, không trả sinh hoạt phí cho anh chị, không trả tiền thuê nhà cho anh chị, cũng chẳng giúp cuộc đời anh chị phát triển cùng đơm hoa. Vậy nên việc ta làm, việc họ họ làm, miệng người đời họ có quyền nói, tai của ta có quyền bịt, dù có nghe được thì trong tâm tưởng của ta có quyền lựa chọn, chẳng bận lòng cũng chẳng cần suy tư. Tập trung vào dự định của chính mình, vào cuộc đời của chính mình, giải phóng bản thân khỏi sự kềm kẹp của số đông nhàn rỗi, nhiệt huyết trong hành động, bùng nổ vạn giọt nỗ lực cho những mong mỏi của bản thân, còn đâu chẳng cần phải để ý. Này quý anh chị Kỷ Mùi thân mến, sợ hãi khi làm điều gì đó ý nghĩa là điều dễ hiểu, chúng ta ai cũng vậy. Nhưng anh chị nên dành nỗi sợ cho việc cái cản bước anh chị sẽ ở mãi cái điểm hiện tại, nơi khiến anh chị mệt mỏi này và sẽ không có gì thay đổi cả. Có nỗi sợ đấy rồi anh chị sẽ có động lực mà lao vào một sự mạo hiểm mới mẻ trong cuộc đời để viết nên những trang sử hào hùng Kỷ Mùi nhé. 1. Đầu tiên là tổng quan vận mệnh cuộc đời người tuổi Kỷ Mùi 1979. Người sinh năm 1979 là tuổi con dê, tức là năm Kỷ Mùi, sinh năm 1979, thuộc mệnh hỏa, thiên thượng hỏa, lửa trên trời, sinh năm 1979 thuộc cung mệnh nào, nam cung chấn mộc, thuộc đông tứ mệnh, nữ cung chấn mộc, thuộc đông tứ mệnh, Phật ban phúc, ma lợi tử, Phật ban trí, quang âm Bồ Tát, Phật hộ mệnh, A-di-đà Như Lai, Phật bảo hộ, Đại Nhật Như Lai. Hành thổ giúp tuổi Mùi trở nên thực tế hơn, kéo tâm trí mơ màng của họ khỏi những tầng mây xanh, yếu tố đất giúp củng cố thêm sự vững vàng trong tính cách của Kỷ Mùi. Là những người đáng tin cậy và biết nghe lời, họ thường rất hệ thống trong cách tiếp cận cuộc sống. Con giáp này biết lập kế hoạch từ trước, đề ra kỷ luật để tuân thủ trong suốt quá trình thực hiện đề án. Tuy phải vật lộn với sự thiếu tự tin, Kỷ Mùi vẫn là người rất ổn định, lạc quan và độc lập. Con giáp này tỏ ra khá thận trọng, họ nghiêng về phía bảo thủ hơn là tự do. Cũng giống như các tuổi Mùi khác, Kỷ Mùi thích cuộc sống vật chất, nhưng họ có thể tự đáp ứng nhu cầu của riêng mình mà không phụ thuộc quá nhiều vào những người khác. Với Kỷ Mùi, gia đình là tài sản quý giá nhất và họ sẽ làm việc chăm chỉ vì người thân, họ không thích lãng phí tiền bạc nhưng cũng không tính toán quá chi ly. Kỷ Mùi luôn vui vẻ,
hạnh phúc và sẽ truyền cho anh chị niềm vui nếu anh chị biết rõ hơn về họ. Con giáp này có thể coi việc giúp đỡ bạn bè là trách nhiệm của mình và nghiêm túc thực hiện điều đó. Màu hợp với tuổi Kỷ Mùi là xanh, đỏ, màu khắc với tuổi Kỷ Mùi là đen. Ưu điểm, những người tuổi Kỷ Mùi luôn căng tràn bầu nhiệt huyết, họ làm việc, học tập dường như không biết đến hai từ mỏi mệt giữa những lúc vô cùng căng thẳng, bận rộn, họ vẫn luôn hăng hái, xông xáo với một nguồn năng lượng dường như vô tận, anh chị đừng nên hỏi họ có thấy mệt mỏi hay không. Ngược lại chính họ là những người truyền thêm năng lượng, niềm tin, ngọn lửa và tinh thần cho bạn trong công việc, giúp anh chị vững tin hào hứng và lạc quan tin tưởng hơn bao giờ hết. Vì đức tính của Thái Dương là quang minh, lỗi lạc nên họ rất thẳng tính, sống ngay thẳng, đường đường chính chính trực tính nên cũng nóng tính, rất ghét việc mờ ám, khuất tất và tốt hơn hết đừng nên giấu giếm họ chuyện gì vì khi đó anh chị tự tách anh chị ra khỏi danh sách bạn bè của họ, tuy họ nóng tính nhưng thường độ lượng, hào phóng. Tư chất của họ thông tuệ, học hành nghiên cứu có thành tích cao, xét những việc này khác rất hiếm khi sai lầm lệch lạc, mắt và đầu óc lý trí của họ luôn tỉnh táo, nhiều khi suy nghĩ nhiều nên họ thức khuya, có thói quen đi ngủ trễ hoặc tệ hơn là mất ngủ thường xuyên. Những người tuổi Kỷ Mùi rất nhiệt tình, họ sẵn sàng giúp đỡ nếu như được nhờ vả, giúp đỡ người khác một cách vô tư, không hề toan tính lợi ích, không hề vì tư lợi cá nhân, tuy là giúp đỡ không tính toán đến lợi ích, nhưng họ thường tính toán đến kết quả, tính khả thi của công việc. Vì là người của lý trí, trí tuệ, nên việc nghiên cứu đến mức độ khả thi và sự thành công đối với họ không thể tách rời. Nếu như việc anh chị nhờ họ giúp mà sai trái hoặc không có khả năng thành công chắc chắn họ chỉ dừng lại ở mức độ an ủi, động viên anh chị mà thôi. Tuổi Kỷ Mùi yêu nghệ thuật, giỏi thơ văn, thích những màu sắc đa dạng. Không chỉ vậy họ còn là những người chuộng danh vọng, uy tín, thích lời hay tiếng tốt, địa vị, quyền hành. Ánh mặt trời chỉ phát tán năng lượng mà không hề mong nhận lại nên nhân sinh quan của họ là phấn đấu, cống hiến cho cuộc đời, cộng đồng. Nhược điểm, khi nguồn năng lượng đẩy đến cực quan thì bản chất nóng bỏng, bức bối và chói sáng luôn khiến người ta khó chịu, thậm chí ghét bỏ. Vì vậy cần tránh trạng thái bất cập và thái quá để giữ mình ở đạo trung dung của thánh nhân. Con số hợp với tuổi Kỷ Mùi là 3, 4, 9, con số khắc với tuổi Kỷ Mùi là 1. Thưa quý anh chị Kỷ Mùi thân mến, trong năm 2024 Giáp Thìn này, anh đã bước sang tuổi âm 46, vận niên Long Đắc Vũ, sao Hạn, sao La Hầu, Hạn Tam Kheo, Kim Lâu, không phạm, Tam Tai, không phạm, Hoàng Ốc, không phạm. Xem tử vi tuổi Kỷ Mùi năm 2024 nam mạng theo sao Hạn. Theo sao chiếu mệnh. Sao La Hầu, La Hầu là hung tinh, rất kỵ với nam giới, dân gian có câu nam La Hầu, nữ kế đô, để ám chỉ đây là sao Hạn nặng với tuổi Kỷ Mùi nam mạng. Năm có La Hầu chiếu hay gặp những điều không lành, dính dáng đến pháp luật, cửa quan, gây khẩu thiệt, chuyện thị phi, tai ương, ốm đau bệnh tật, tai nạn, gây hao tổn tiền tài, xấu nhất là tháng 1 và tháng 7 âm lịch. Nên tránh thời điểm này khi muốn tiến hành đại sự. Theo niên hạn, hạng tam kheo, tam kheo chủ về thương tật ở tay chân, các chứng bệnh về xương khớp hay liên quan đến thị lực. Theo đó, nhắc nhở đương số đi xe cộ nên cẩn thận, đề phòng bị té ngã hoặc gặp tai nạn bất ngờ. Tiêu kết, năm có sao xấu chiếu mệnh, cát vận của tuổi Kỷ Mùi nam mạng bị chiết giảm phần nào. Công việc làm ăn dù tiến triển đều đặn nhưng khó tránh lúc trục trặc do tranh chấp, kiện cáo pháp luật. Tiền bạc dù có các nguồn ổn định nhưng cũng khó tránh bị tiêu hao do làm ăn thua lỗ hoặc chi tiêu cho các vấn đề về sức khỏe bản thân, người thân trong gia đình. Sức khỏe cũng giảm sút mạnh, đề phòng đau ốm liên miên, thậm chí lâm trọng bệnh, tốn nhiều tiền của để chữa trị. Ngoài ra, cần đi đứng cẩn thận đề phòng tai nạn bất ngờ nguy hiểm tính mạng. Đối với nữ mạng Kỷ Mùi, xem tử vi tuổi Kỷ Mùi năm 2024 nữ mạng theo sao Hạn. Theo sao chiếu mệnh, sao kế đô là hung tinh, rất kỵ với nữ mạng Kỷ Mùi, gặp sao này chiếu mệnh, công việc bị trục trặc, tiền bạc hao tổn nhiều, đương số dễ gặp nạn tai, bệnh tật, tài khó hay họa vô đơn chí bất ngờ, cũng cần đề phòng chuyện thị phi hay trong gia đình có chuyện không may. Cẩn trọng nhất vào tháng 3 và tháng 9 âm lịch, cuộc sống gặp nhiều khó khăn, trở ngại, lao đao lận đận. Theo niên hạn, hạn thiên tinh, gặp hạn thiên tinh phải đề phòng ngộ độc thực phẩm, nhẹ cũng gây một phen lao đao cho sức khỏe, nghiêm trọng còn nguy hiểm tính mạng. Đi ra ngoài cẩn trọng có thể gặp chuyện tai bay vạ gió, nên chú ý lời ăn tiếng nói. Tiểu kết, năm gặp hung tinh chiếu, khó tránh những bất lợi trục trặc trong công việc làm ăn, tiền bạc cũng hao tổn nhiều, thậm chí mất mát. Gia đình có chuyện không may, cuộc sống một phen lao đao, rất cần các yếu tố cứu giải khác để giảm bớt hung hiểm. Ngoài ra, trong năm sức khỏe giảm sút,
dễ bị đau ốm khiến chạy chữa thuốc thang tốn kém, ảnh hưởng tới cả công việc và cuộc sống gia đình. Ăn uống giữ mồm miệng đề phòng nguy cơ bị ngộ độc thực phẩm, nguy hiểm tính mạng. 2. Đánh giá chung vận trình tử vi 4 phương diện tuổi Kỷ Mùi 1979 năm 2024 như sau. Căn cứ vào mối tương quan giữa mệnh trạch tuổi Kỷ Mùi với lưu niên Giáp Thìn, hệ thống sao chiếu trong tử vi phân định hung tinh, cát tinh mà luận đoán tốt xấu ở các phương diện như công danh, tài lộc, tình duyên, sức khỏe trong năm 2024. Năm 2024 có thể sẽ là một năm phát triển mạnh mẽ đối với người sinh năm 1979. Anh chị tìm được cơ hội để phát huy khả năng của mình, nên có thể khiến lãnh đạo nhìn nhận bằng ánh mắt khác xưa. Cơ hội thăng tiến hoặc tuyên dương, khen thưởng ập đến khiến anh chị vô cùng vui mừng. Song đừng vì thế mà ngủ quên trên chiến thắng, hãy tiếp tục cố gắng không ngừng và tiến về phía trước. Sự nghiệp thuận lợi cũng kéo theo tài lộc tăng tiến rõ rệt, người làm công ăn lương dễ được thăng chức tăng lương, còn khoản thưởng nóng hoa hồng lại càng không thể thiếu. Người làm kinh tế thu được lợi nhuận ổn định, do công việc đã vào guồng, anh chị thậm chí còn mở rộng được thêm quy mô làm ăn, kinh doanh của mình. Trong gia đình vợ chồng anh chị hòa hợp, đôi bên dần thấu hiểu và thông cảm hơn cho cái khó của nhau, nên những lần mâu thuẫn tranh chấp có xu hướng giảm hẳn. Hai người cùng cổ vũ nhau làm ăn phát triển sự nghiệp và nuôi dạy con cái, dù có khó khăn hoặc bất trắc nào xảy ra, đôi bên cũng cùng nhau cáng đáng, thuận vợ thuận chồng tát biển đông cũng cạn. Về phương diện sự nghiệp, có thể nói rằng năm nay là một năm cực kỳ may mắn đối với người tuổi Kỷ Mùi, đặc biệt là trên phương diện sự nghiệp. Bản mệnh thể hiện được các điểm mạnh của mình trong công việc, nên có thể gây ấn tượng tốt đẹp với mọi người xung quanh, chạm tay vào cơ hội cất nhắc. Năm nay có sao chính ấn và chính quan phù trợ, sẽ đặc biệt tốt cho những người đi theo con đường công danh. Anh chị vốn là người chính trực, có tinh thần trách nhiệm cao, nên một khi được giao cho nhiệm vụ gì là sẽ cố gắng hoàn thành đến cùng. Tất nhiên, quá trình làm việc không tránh khỏi va vấp, song anh chị không nghĩ tới việc bỏ cuộc. Tinh thần quyết tâm và tích cực không những giúp anh chị đạt được mục tiêu đề ra, mà còn truyền được cảm hứng cho mọi người xung quanh. Hơn nữa, cát tinh thiên đức báo hiệu quý nhân sẽ luôn xuất hiện đúng lúc bạn cần nhất, chỉ cho anh chị một hướng đi phù hợp để vượt qua khó khăn. Năm 2024 sẽ đem tới cho anh chị cơ hội được cất nhắc lên một vị trí cao hơn, xứng đáng hơn với năng lực của bạn. Khi được cấp trên hoặc đồng nghiệp đề bạt, tiến cử, anh chị hãy tự tin đứng lên nhận lấy những gì xứng đáng thuộc về mình, cố gắng làm việc tốt hơn nữa để đem lại lợi ích cho tập thể chính là cách báo đáp mọi người xung quanh đúng đắn nhất. Với những người mới chập chững bước vào một công việc mới hoặc một môi trường làm việc mới, nhờ chịu tác động tích cực của sao Thái Âm, anh chị luôn duy trì được tinh thần lạc quan tích cực, tự tin nói lên suy nghĩ của mình. Những quan điểm mới mẻ của người trẻ sẽ giúp anh chị gây ấn tượng với mọi người xung quanh, giúp tập thể tìm ra hướng đi hiệu quả hơn. Về phương diện tài lộc, tử vi tuổi Kỷ Mùi 2024 nhận định tài lộc biến động không quá nhanh mạnh, nhưng bền vững và tích lũy ổn định trong năm 2024. Dù anh chị làm trong lĩnh vực nào, làm công, tư hay làm chủ, giữ vị trí gì đi nữa, thì chỉ cần bỏ công bỏ sức ra lao động sẽ nhận được thành quả xứng đáng. Với người làm công ăn lương, chính ấn và thiên ấn cho thấy anh chị hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao. Mà như vậy thì anh chị chắc chắn được nhận không ít tiền thưởng nóng, tiền hoa hồng, cấp trên sẵn sàng thưởng cho những nhân viên cần mẫn và tài năng như bạn. Nếu tin tưởng vào bản thân và những gì mình đã gặt hái được cho tập thể, anh chị cũng có thể mạnh dạn và chủ động đề bạc mong muốn được tăng lương với cấp trên. Khả năng được phê chuẩn là rất cao, chẳng ai lại không muốn giữ một người mang lại nhiều giá trị cho tập thể ở lại công ty cả. Với người làm kinh tế, các tinh thiên đức giúp anh chị hóa giải nhiều khó khăn anh chị gặp phải trên con đường làm giàu, quý nhân luôn xuất hiện những lúc anh chị cần nhất, cứu bạn thoát khỏi một bàn thua trông thấy, con giáp này cởi mở, tốt tính, nên xây dựng được nhiều mối quan hệ xã giao tốt đẹp. Anh chị không những tự tìm được những đối tác phù hợp, cùng chung chí hướng với mình mà còn được người khác giới thiệu cho những mối làm ăn đầy triển vọng. Năm nay là thời điểm thích hợp để anh chị ký kết hợp đồng, mở rộng quy mô làm ăn kinh doanh, hiện thực hóa các kế hoạch đã đặt ra từ trước. Chỉ cần anh chị chấp nhận vất vả, bôn ba một chút thì khi mọi chuyện đã đi vào quỹ đạo, đồng tiền sẽ nhanh chóng chảy vào trong túi bạn. Người làm lãnh đạo giữ được đầu óc tỉnh táo, bình tĩnh và nhạy bén nên dễ đưa ra được những quyết sách đúng đắn đem về lợi ích cho tập thể. Anh chị không chỉ làm giàu cho bản thân mà còn làm giàu cho những người tin tưởng đi theo mình. Về phương diện tình duyên, phương diện tình duyên của người tuổi Kỷ Mùi khá bình yên trong năm 2024 này. Anh chị đã biết chú ý hơn đến lời nói và cách ứng xử của mình, vì thế mà anh chị được lòng mọi người xung quanh,
nhận được nhiều sự yêu mến. Với người độc thân, anh chị đạt được nhiều thành tích xuất sắc trong công việc nên dễ trở thành người nổi bật trong tập thể. Nhiều đồng nghiệp sẽ muốn kéo gần khoảng cách với bạn, chỉ cần anh chị chủ động bật đèn xanh thì cơ hội nên duyên với một ai đó là rất cao. Người thân, bạn bè, thậm chí là cấp trên cũng thường xuyên giới thiệu cho anh chị những đối tượng triển vọng. Những đối tượng được giới thiệu thường là người đáng tin cậy, có công việc ổn định và kinh tế vững vàng. Nếu hướng tới mục tiêu lập gia đình thì anh chị nên cân nhắc thử gặp gỡ xem sao, biết đâu đó chính là người anh chị mong mỏi tìm kiếm suốt bấy lâu đấy. Với những người đang có vết thương lòng, hãy để chuyện quá khứ trôi qua và đừng dành thời gian để thương nhớ hay oán hận những người đã quay lưng lại với mình. Anh chị hãy nhìn về phía trước và dành cho những người chân thành cơ hội tiếp xúc, tìm hiểu kỹ hơn về mình. Với những người đã có đôi có cặp hoặc đã lập gia đình, anh chị có một mái nhà đầm ấm khi các thành viên luôn quan tâm và thấu hiểu cho nhau. Vợ chồng anh chị luôn tâm sự cùng nhau mọi chuyện và cổ vũ nhau cùng vượt qua khó khăn. Giữa cha mẹ và con cái khó tránh khỏi những lúc bất đồng trong cách nghĩ, cách làm, song đôi bên luôn cố gắng thử đặt mình vào vị trí của đối phương. Nhờ thế mà không có mâu thuẫn nào gây gắt nổ ra, đôi bên cũng ngày một thấu hiểu nhau hơn. Sao Thiên Đức cũng giúp các cặp đôi được đón nhận tin mừng đón thành viên mới trong năm 2024 này. Hãy luôn quan tâm, chăm sóc nhau để con cái được ra đời trong hoàn cảnh tốt đẹp nhất. Xét về phương diện sức khỏe. Dưới góc nhìn tử vi tuổi Kỷ Mùi năm 2024, đương số sẽ không gặp phải nguy cơ lớn lao gì về sức khỏe trong năm này. Mệnh chủ duy trì được sức khỏe ổn định, tinh thần phấn khởi, lạc quan. Nhờ vậy mà anh chị có thể bắt tay làm mọi điều mình mong muốn, tham gia vào mọi hoạt động muốn tham gia và đạt được mọi kế hoạch đã đề ra. Nếu mắc phải những căn bệnh mãn tính trước đó, thì thời điểm này do chăm chỉ rèn luyện thể dục thể thao và tuân thủ lời bác sĩ, uống thuốc đều đặn mà anh chị cảm thấy bệnh tình của mình có dấu hiệu cải thiện. Một số người gặp được đúng thầy đúng thuốc, thậm chí có thể chữa khỏi được bệnh trong năm này. Với những người trẻ tuổi thì anh chị không nên phung phí sức khỏe của mình. Dù công việc có bận rộn đến mấy thì cũng đừng quên dành thời gian để nghỉ ngơi và ăn uống điều độ. Nếu bỏ bữa thường xuyên hoặc hay thức khuya dậy sớm, anh chị sẽ dễ bị bệnh dạ dày, xương cốt hoặc các vấn đề về thần kinh. 3. Tử vi hàng tháng của tuổi Kỷ Mùi 1979 trong năm 2024 như sau. Tháng 1 năm 2024, tháng Bính Dần. Ngay đầu năm, con giáp này đã có cơ hội mở rộng quy mô kinh doanh nhờ công việc làm ăn ổn định, nhưng do thiếu đi vận quý nhân nên chủ yếu là tự lực cánh sinh nên khá tất bật. Tháng 2 năm 2024, tháng Đinh Mão. Có vận thăng quan nhờ cát khí xuất hiện giúp công việc gặt hái thành công lớn, có thể được đề xuất thăng chức hoặc tăng lương, có điều áp lực lớn lại ít vận động khiến đương số dễ bị đau nửa đầu hoặc đau cột sống, xương khớp. Tháng 3 năm 2024, tháng Mậu Thìn. Có điềm báo bị mất của nên con giáp Kỷ Mùi cần lưu ý bảo vệ tài sản cẩn thận, không nên khoe khoang đồ đạc quý giá, kẻo thu hút sự chú ý của kẻ gian, tài chính hao hụt nhưng cũng phục vụ cho việc tạo dựng quan hệ hoặc chi tiêu cho người thân. Tháng 4 năm 2024, tháng Kỷ Tỵ. Công việc thuận lợi hanh thông, nhiều hợp đồng lớn được ký kết mang lại thành tựu trong sự nghiệp. Tháng 5 năm 2024, tháng Canh Ngọ. Tài chính khởi sắc, tăng thu từ các khoản đầu tư về kinh doanh, bất động sản, khiến túi tiền rủng rỉnh cẩn trọng tai nạn sông nước, nên chú ý khi di chuyển bằng hình thức giao thông này. Tháng 6 năm 2024, tháng Tân Mùi. Tài chính tiếp tục dồi dào, tiền tiêu thoải mái, nhưng gia đạo không yên, nảy sinh mâu thuẫn khiến tinh thần bất ổn dễ nóng nảy gây ra va chạm xích mích. Tháng 7 năm 2024, tháng Nhâm Thân. Có điềm báo quý nhân phù trợ trong công việc, tiền thu vào tăng lên nhưng sức khỏe cần lưu tâm, cẩn trọng về thương tật ở mắt hoặc chân tay. Tháng 8 năm 2024, tháng Quý Dậu. Tài khí vượng, công việc làm ăn kinh doanh phát đạt, tiền bạc chảy không ngừng vào túi, đào hoa vận cũng dần vượng tốt cho những ai còn độc thân. Tháng 9 năm 2024, tháng Giáp Tuất. Gia môn có hỷ sự, có tin vui về con cái trong nhà, tiền bạc có dấu hiệu hao tán do bị lừa gạt hoặc chi phí cho sức khỏe. Tháng 10 năm 2024, tháng Ất Hợi. Tài chính hanh thông, tiền bạc thu về dồi dào, khiến tâm tình thoải mái, tiếp tục có tin vui trong nhà. Tháng 11 năm 2024, tháng Bính Tý. Kinh doanh buôn bán thuận lợi, bán gì cũng đắt hàng, nhưng sức khỏe có dấu hiệu xuống dốc nên ưu tiên nghỉ ngơi, cẩn thận tai nạn đường sông nước hoặc các vấn đề về da như dị ứng thời tiết, phát ban do không hợp thổ nhưỡng.
tháng 12 năm 2024, tháng Đinh Sửu. Có điểm tiểu nhân quấy phá nên công việc làm ăn không được suôn sẻ, gặp nhiều áp lực, gia đạo có chút bất hòa nên dành nhiều thời gian hơn cho gia đình. Một số lời khuyên cho những người tuổi Kỷ Mùi trong năm 2024. Để hạn chế sự ảnh hưởng xấu của hung tinh và phát huy triệt để trợ giúp của các tinh, người tuổi Kỷ Mùi trong năm nay nên lưu ý thực hiện những điều sau. Luôn nhắc nhở bản thân khiêm tốn và chuyên cần, làm nhiều việc thiện, việc tốt, giúp đỡ mọi người, tập trung yếu tố nhân hòa chính bản thân mình. Chú ý chi tiêu hợp lý, tránh tiêu pha hoang phí, lãng phí, có kế hoạch chi tiêu rõ ràng, tiết kiệm một khoản tiền để phòng thân cho những trường hợp bất chắc. Chú ý giữ gìn sức khỏe, ăn uống điều độ, tập thể dục thường xuyên, giữ gìn an toàn trong cuộc sống, tránh gặp phải những tai nạn bất ngờ. Và phần quan trọng nhất trong video ngày hôm nay đó là phần hóa giải hung cát cho người tuổi Kỷ Mùi 1979 trong năm 2024. Cách phòng tránh và hóa giải vận xui có thể gặp phải trong năm 2024 dành cho tuổi Kỷ Mùi. Như đã nêu trên, 2024 được coi là năm cát lành với tuổi Kỷ Mùi. Có điều, các khí năm Giáp Thìn tuy vượng nhưng không thể kéo dài xuyên suốt năm. Xen vào đó sẽ có những khúc trầm lắng, khó khăn hay đôi chút xui xẻo. Cho nên đương số không nên chủ quan khinh suất, tránh ngủ quên trên chiến thắng để rồi khi tỉnh lại đã tuột khỏi tầm tay nhiều cơ hội tốt, phải nói lời tiếc nuối. 1. Luôn nhắc nhở bản thân khiêm tốn và chuyên cần. Khiêm tốn là một điều không thể thiếu cho những ai muốn thành công trên đời này. Trong năm mà các khí vượng, nhiều may mắn thì đương số lại càng cần đề cao tính này. Tránh tình trạng ngạo mạn mà gây hấn hoặc coi khinh người khác, kẻo vướng họa thị phi, tổn hao danh tiếng. Đồng thời nên nhớ rằng tài lộc không tự nhiên sinh ra, tiền tài không tự nhiên mà có. Tất cả đều quy đổi từ sức lao động, sự nỗ lực và cố gắng chuyên cần của bản thân. Một khi anh chị đã cố gắng hết mình, chăm chỉ làm việc, vũ trụ sẽ đáp lại bằng những gì xứng đáng. 2. Làm nhiều việc thiện, việc tốt, giúp đỡ mọi người. Hành thiện là cách tạo phước dễ dàng và lâu bền nhất. Hãy bắt đầu từ những việc nhỏ, từ người thân trong gia đình tới việc lớn hay bạn bè. Mọi người xung quanh, mỗi hành động tốt đều gieo nhân lành, xui khí từ đó cũng bị tiêu trừ, cát khí gia tăng. 3. Tập trung yếu tố nhân hòa chính bản thân mình. Thiên thời, địa lợi, nhân hòa là ba yếu tố tính toán của mệnh số vô cùng quen thuộc với mỗi người, trong đó thiên thời và địa lợi là hai yếu tố bên ngoài tượng trưng cho may mắn, không phụ thuộc vào quyền kiểm soát của riêng ai, còn nhân hòa là yếu tố bên trong, nằm trong khả năng ta quản lý. Khi thiên thời địa lợi đã có rồi thì cũng không được có tâm lý ỷ lại hay dựa dẫm, trái lại, nên tập nhìn sâu vào chính mình, biết điều gì sai mà sửa, biết điều gì là thế mạnh để phát huy. Có như thế tuổi Kỷ Mùi mới hoàn toàn có được các khí từ vận trình, chủ động trong mọi tình huống và có thể thay đổi được chính vận mệnh của mình theo hướng như mong đợi trong năm 2024. Quý vị thân mến, vừa rồi chúng ta đã luận giải về phần tổng quan chung của tuổi Kỷ Mùi 1979. Vậy xét riêng về nam mạng và nữ mạng trong năm 2024 này sẽ ra sao? Xin mời quý anh chị cô bác cùng theo dõi phần luận giải dưới đây nhé. Đối với nam mạng, năm Giáp Thìn 2024, Kỷ Mùi nam mạng có một sự nghiệp ổn định, tiến triển từng bước rất vững vàng. Mệnh chủ duy trì những thành quả trước đó mình đã đạt được nhưng không hề chủ quan kiêu ngạo, đối xử tử tế chân thành với đối tác, cấp dưới và đồng nghiệp. Ở độ tuổi 46, nam mạng 1979 đã tích lũy cho mình nhiều kinh nghiệm, chiều sâu trong công việc, vốn có tính cách thẳng thắn, tích cực, nên nam mệnh luôn giữ được mối quan hệ tốt với mọi người xung quanh, vì thế nhận được sự kính trọng và giúp đỡ. Vận khí tài lộc của nam mạng Kỷ Mùi trong năm 2024 khả quan như mong muốn, mệnh chủ nắm bắt được các cơ hội kiếm tiền nên nguồn thu nhập dồi dào, số tài sản tích lũy cứ thế được gia tăng, bởi vậy, cuộc sống gần như không có áp lực tài chính trong năm nay. Kỷ Mùi nam mạng đang ở trong độ tuổi trung niên, vì thế nên việc tiết kiệm quỹ dự phòng luôn cần được chú trọng. Mệnh chủ nên sống giản dị, không lãng phí, thanh tịnh để kiểm soát chi tiêu thật tốt, giúp năng lực tài chính của mình luôn vững vàng. Cuộc sống gia đạo của nam Kỷ Mùi trong năm Giáp Thìn được ấm êm, hạnh phúc, là người đàn ông giàu trách nhiệm trong gia đình. Mệnh chủ luôn nghĩ cho vợ con, lấy người thân làm động lực để làm việc chăm chỉ. Với nam Kỷ Mùi, gia đình luôn là tài sản quý giá nhất. Mệnh chủ trong năm này cũng nhận được những chia sẻ, sự quan tâm chăm sóc từ phía người bạn đời và con cái nhiều hơn, tình cảm vợ chồng ấm áp vì cả hai biết cảm thông, khoan dung, đồng hành cùng nhau. Bước sang độ tuổi 46, nam mạng Kỷ Mùi nên quan tâm nhiều hơn đến sức khỏe, cân bằng giữa công việc và thư giãn,
Vận động để luôn tràn đầy năng lượng tích cực, giảm căng thẳng, lo âu là cách tốt nhất giúp sức khỏe ngày một tốt hơn. Bên cạnh đó, mệnh chủ nên duy trì chế độ ăn uống lành mạnh, tránh xa rượu bia và chất kích thích, thăm khám sức khỏe thường xuyên để biết được tình hình sức khỏe của bản thân. Việc đi lại cần cẩn thận, giữ an toàn cho mình cũng chính là giúp người thân cảm thấy yên tâm hơn. Đối với nữ mạng, người nữ tuổi Kỷ Mùi có con đường sự nghiệp tiến triển trong năm Giáp Thìn 2024 là người giữ chữ tín, mệnh chủ dám nghĩ dám làm và đảm nhiệm những chức vị quan trọng. Khi người khác cần giúp đỡ, nữ tuổi Mùi 1979 hết lòng tạo điều kiện mà không toan tính, giỏi thu phục nhân tâm và cũng được nhiều người hỗ trợ lại. Nữ mạng Kỷ Mùi thường lan tỏa tới cấp trên, đồng nghiệp và cấp dưới những năng lượng tích cực thông qua cách đối nhân xử thế của mình. Năm nay, mệnh chủ nên duy trì công việc ổn định, nếu chăm chỉ nỗ lực sẽ có được nguồn thu nhập tương xứng. Năm Giáp Thìn, nữ mạng tuổi Kỷ Mùi có tài vận khả quan, công việc làm ăn đem lại nguồn thu nhập liên tục cho mệnh chủ. Chỉ cần nỗ lực kiên trì, làm ăn chính đáng thì nữ Kỷ Mùi sẽ gặp nhiều cơ may về chuyện tiền bạc. Ở độ tuổi 46, mệnh chủ nên chi tiêu thông minh, tích lũy tiền tiết kiệm để dự phòng rủi ro, tránh lãng phí tiền bạc. Đồng thời, đây cũng là thời điểm mà những khoản đầu tư chăm sóc sức khỏe cho bản thân và gia đình cần được xem trọng. Năm 2024, gia đạo của nữ mạng Kỷ Mùi yên vui hạnh phúc, tình cảm vợ chồng sâu đậm, gắn kết bởi sự bao dung nhân hậu. Mệnh chủ biết đặt mình vào vị trí của chồng để thấu hiểu và độ lượng, không phê bình mà luôn động viên người bạn đời. Sự yêu thương, đảm đang chăm sóc gia đình của nữ mạng 1979 được những người thân bên cạnh ghi nhận và nhiều người ngưỡng mộ. Bản mệnh cũng luôn sống nhiệt huyết và năng lượng, sẵn sàng đồng hành cùng con cái vượt qua khó khăn trong giai đoạn xây dựng cuộc sống riêng. Ở tuổi trung niên, phụ nữ Kỷ Mùi nên chú trọng việc chăm sóc sức khỏe tinh thần và thể chất cho mình. Hãy điều chỉnh thói quen sinh hoạt, ăn ngủ điều độ, tăng cường vận động thể dục thể thao sẽ giúp khí huyết lưu thông, đầu óc minh mẫn, thu hút nhiều năng lượng tích cực hơn. Mặt khác, nữ mạng Kỷ Mùi nên duy trì những suy nghĩ lạc quan, vạch ra kế hoạch cụ thể trong cuộc sống để dốc lòng theo đuổi. Từ đó, bản mệnh sẽ cảm thấy phấn chấn, không lo âu, kết hợp thiền định để cuộc sống an yên trọn vẹn. Khi bạn rửa bát phải là điều quan trọng nhất trong cuộc sống của bạn, cũng giống như khi bạn đang uống trà phải là điều quan trọng nhất trong cuộc sống của bạn. Hãy uống trà của bạn một cách chậm rãi và cung kính, như thể đó là trục quay của cả thế giới chậm rãi đều đều, không vội vã hướng tới tương lai, sống khoảnh khắc thực tế, chỉ khoảnh khắc thực tế này là cuộc sống. 7 câu nói hay nhất về cuộc sống của Thiền sư Thích Nhất Hạnh: quá khứ đã qua đi, tương lai thì chưa đến, nếu chúng ta không hướng bản thân về hiện tại, chúng ta sẽ không thể kết nối với cuộc sống. Niềm hy vọng là điều rất quan trọng, nó giúp cho hiện tại bớt khắc nghiệt, nếu ta hy vọng rằng ngày mai sẽ tốt đẹp hơn. Ta sẽ chịu đựng được khó khăn của hôm nay. Sống ở đây bây giờ không có nghĩa là bạn không bao giờ nhớ lại quá khứ hay không có trách nhiệm với tương lai. Tuệ giác của cổ đạo Phật là mình có thể sống an lạc và hạnh phúc trong giây phút hiện tại. Im lặng là điều cần thiết, chúng ta cần sự tĩnh lặng, cũng như chúng ta cần không khí, cũng như cây cối cần ánh sáng. Nếu tâm trí của chúng ta đầy rẫy những từ ngữ và suy nghĩ thì sẽ không có không gian cho chúng ta. Khi chúng ta nhận ra rằng mình có thói quen lặp lại những sự kiện cũ và phản ứng với những sự kiện mới như thể chúng là những sự kiện cũ, chúng ta có thể bắt đầu nhận thấy khi năng lượng thói quen đó xuất hiện. Sau đó, chúng ta có thể nhẹ nhàng nhắc nhở bản thân rằng chúng ta có một sự lựa chọn khác. Chúng ta có thể nhìn vào khoảnh khắc như nó vốn có, một khoảnh khắc tươi mới và để lại quá khứ cho một khoảng thời gian mà chúng ta có thể nhìn nó một cách từ bi. Bạn có thể quen nghĩ rằng trái đất chỉ là mặt đất dưới chân bạn, nhưng nước, biển, bầu trời và mọi thứ xung quanh chúng ta đều đến từ trái đất. Mọi thứ bên ngoài chúng ta và mọi thứ bên trong chúng ta đều đến từ trái đất. Chúng ta thường quên rằng hành tinh mà chúng ta đang sống đã cho chúng ta tất cả những yếu tố cấu tạo nên cơ thể chúng ta, nước trong thịt của chúng ta, trong xương của chúng ta và tất cả các tế bào vi mô bên trong cơ thể chúng ta đều đến từ trái đất và là một phần của trái đất. Trái đất không chỉ là môi trường chúng ta đang sống, chúng ta là trái đất và chúng ta luôn mang nó trong mình. Hy vọng là quan trọng vì nó có thể làm cho thời điểm hiện tại bớt khó khăn hơn. Nếu chúng ta tin rằng ngày mai sẽ tốt hơn, chúng ta có thể chịu đựng được khó khăn ngày hôm nay. Quý vị thân mến, trên đây là toàn cảnh tử vi tuổi Kỷ Mùi trong năm 2024, dự báo vận hung cát trên mọi phương diện từ công danh, tài lộc tới tình duyên, sức khỏe. Minh Đường tử vi cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Kính chúc cho quý vị khán thính giả luôn sống bình an, hạnh phúc, luôn mạnh mẽ vượt qua mọi giông tố trong cuộc đời và gặt hái thành công mỹ mãn.
Hy vọng rằng với những thông tin mà chúng tôi vừa chia sẻ trên đây sẽ giúp quý vị có được cái nhìn tổng quan về cuộc đời của mình. May mắn nào cũng được nắm bắt, xui xẻo nào cũng được tránh xa, để vạn sự hanh thông, triệu điều như ý. Quý vị đừng quên ấn đăng ký kênh để ủng hộ cho ban biên tập chương trình. Và sau đó bấm chuông để nhận được những video mới nhất. Chúc quý anh chị kỷ mùi năm mới vạn sự cát lành. Xin cảm ơn.